Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày 5 tháng 9, Giáo hội mừng Kính Thánh Teresa Calcutta, được biết đến với tên Thánh của người bần cùng. Mẹ Teresa đã cống hiến 70 năm cuộc đời mình để lao động miệt mài, không mệt mỏi cho người nghèo. Vừa qua, đài truyền hình Việt Nam VTV1 có đưa tin ca ngợi lòng nhân đạo của mẹ Teresa. Câu nói nổi tiếng khi mẹ Teresa còn sống là nếu có người nghèo trên mặt trăng, tôi cũng sẽ lên tận mặt trăng. Lòng nhân đạo của mẹ Teresa được cả thế giới ca ngợi và lan tỏa đến những nữ tu và nhiều tình nguyện viên trên thế giới. Ngôi nhà mở đầu tiên được mẹ Teresa và 11 thành viên khác chung tay thành lập tại Calcutta, Ấn Độ vào năm 1950 là nơi sẵn sàng giang tay chào đón những người nghèo, ốm yếu hay bệnh tật. Đến nay, gần 20 ngôi nhà mở như vậy đã được thành lập dành cho những người không còn chốn dung thân. Chính tinh thần tiên phong trong các hoạt động xã hội của mình, mẹ Teresa đã giúp nhiều người hiểu rõ giá trị của cuộc sống và trao yêu thương cho những người xung quanh, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc hay tôn giáo. 19 năm sau ngày mất, mẹ Teresa, người cả đời phục vụ những mảnh đời bất hạnh tại các vùng quê nghèo nhất thế giới, đã chính thức đứng vào hàng ngũ các vị thánh công giáo. 19 năm tưởng chừng là một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, theo giáo quy của Vatican, hầu hết các thánh chỉ được phong sau khi phải mất đến hàng chục năm, có khi là hàng trăm năm. Năm 1950, với tôn chỉ giúp đỡ tầng lớp nghèo khổ nhất trong xã hội, mẹ Teresa cùng 11 thành viên khác trong tu viện đã thành lập giáo xứ nhân đạo tại Calcutta, Ấn Độ. Chính tại giáo xứ này, mẹ Teresa đã chăm sóc cho những con người bị mắc bệnh phong, bệnh lao phổi, những người mà xã hội đã đóng cửa với họ. Không dừng lại ở đó, mẹ Teresa đã thực hiện các chương trình trợ giúp nhân đạo tại các khu vực điểm nóng trên toàn cầu. Được trao giải Nobel Hòa Bình cho những nỗ lực hoạt động nhân đạo cả đời của mình năm 1979, mẹ Teresa đã không ngần ngại dành toàn bộ tiền thưởng gần 200.000 USD để ủng hộ cho người nghèo tại Ấn Độ. Ngày 4 tháng 9 năm 2016, Tòa Thánh Vatican đã tiến hành phong thánh cho mẹ Teresa, người được ca ngợi bởi những hoạt động nhân đạo trong cuộc đời của mình. Lễ phong thánh được thực hiện một ngày trước dịp kỷ niệm 19 năm ngày mất của mẹ. Trong thông điệp trước hàng trăm nghìn giáo dân ở quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Francis đã gọi mẹ Teresa là một hình mẫu đáng ca ngợi, một biểu tượng của hoạt động nhân đạo và vì người nghèo. Mẹ Teresa sinh năm 1910, mất năm 1997, là một người gốc Albania, đã sống hầu hết đời mình ở Kolkata, trước đây là Calcutta, Ấn Độ, và tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo cho người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Bà được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979 vì những nỗ lực đẩy lùi nghèo đói của mình. Năm sự thật thú vị về mẹ thánh Teresa Calcutta. Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910, tại nơi mà ngày nay được gọi là Bắc Macedonia, thánh Teresa Calcutta đã để lại một di sản lớn lao cho thế giới. Thánh nữ đã thành lập dòng thừa sai bác ái và cống hiến không ngừng nghỉ để phục vụ những người nghèo khổ và đang hấp hối trong những khu ổ chuột của Ấn Độ. Đồng thời, Ngài cũng lên tiếng, đứng lên bảo vệ những bé thơ chưa chào đời. Dưới đây là 5 điều có thể bạn chưa biết về mẹ Teresa. 1. Hiến thân mình phụng sự Chúa từ năm 12 tuổi. Mẹ Teresa sinh ra trong một gia đình công giáo sùng đạo, là con út trong gia đình có 3 người con, với cha mẹ là người gốc Albania. Ngay từ những năm tháng đầu đời, mẹ đã chứng kiến thân mẫu của mình chăm sóc những người kém may mắn. Mẹ bị cuốn hút bởi đời sống của các nhà truyền giáo và vào năm 12 tuổi, mẹ đã quyết định dấn thân trong ơn gọi tu sĩ. Năm 18 tuổi, mẹ gia nhập dòng nữ tu Loreto, một dòng nữ Israel thường gửi các nhà truyền giáo đến Ấn Độ. Tại Israel, mẹ được đào tạo trong vài tháng trước khi đặt chân đến Ấn Độ. Kể từ đó, mẹ không bao giờ gặp lại thân mẫu hay anh chị em của mình nữa. 2. Mẹ từng phải đi khất thực. Lần đầu tiên đến Ấn Độ trong sứ vụ truyền giáo, mẹ không có tiền và ít được tiếp cận với những nguồn thực phẩm. Cái đói khiến mẹ phải trải qua những ngày tháng ăn xin trên đường phố. Kinh nghiệm này giúp mẹ thấu hiểu nỗi khổ đau của người nghèo sống trên những con phố khắp đất nước Ấn Độ. 3. Mẹ đã đáp lại ơn gọi trong ơn gọi của mình. Vào ngày 10 tháng 9 năm 1946,
khi đang đi tàu từ Calcutta đến Darjeeling để tĩnh tâm thường niên trong thời gian giảng dạy tại trường nữ sinh Mary, mẹ Teresa đã đón nhận điều được mẹ mô tả là ơn gọi trong ơn gọi. Vào ngày hôm đó, mẹ cảm thấy một khát vọng lớn lao, đó là được phục vụ những người nghèo khổ cùng cực ở Ấn Độ. 2 năm sau, mẹ đã nhận sự phê chuẩn để bắt đầu một điều mà sau này trở thành sứ mệnh cuộc đời mình. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1948 là lần đầu tiên mẹ mặc chiếc sari viền trắng và xanh rời khỏi tu viện Loreto và bước vào những khu ổ chuột của Ấn Độ. 4. Mẹ đã được trao hơn 120 danh hiệu và giải thưởng cao quý. Mẹ Teresa đã được trao hơn 120 giải thưởng và danh hiệu cả khi sinh thời lẫn sau khi qua đời. Trong đó có thể kể đến giải thưởng Padmasri năm 1962, giải thưởng Hòa bình Jamin Magsaysay năm 1962, giải thưởng Jawaharlal Nehru cho sự thông cảm quốc tế năm 1969, giải thưởng Hòa bình Giáo hoàng Gioan 23 năm 1971, giải Nobel Hòa bình năm 1979 và giải thưởng Harat Ratna, giải thưởng danh giá nhất cho công dân của Ấn Độ năm 1980. 5. Có một sân bay được đặt theo tên mẹ. Tên của mẹ Teresa được đặt cho nhiều con đường và tòa nhà. Tuy nhiên, nơi đặc biệt nhất phải kể đến một cảng hàng không. Sân bay quốc tế Albania được đổi tên vào năm 2001 để vinh danh mẹ. Tên của sân bay hiện nay là sân bay quốc tế Tirana Nene Teresa, mẹ Teresa. Mẹ Thánh Teresa Calcutta từng có các câu nói rất nổi tiếng như sau. Hỡi linh mục của Thiên Chúa, xin cha hãy dâng thánh lễ này như thánh lễ đầu tiên, như thánh lễ duy nhất và như thánh lễ cuối cùng của đời cha, luôn luôn cố gắng sốt sắng và thánh thiện. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Nếu bạn không thể chăm sóc được 100 người nghèo thì chỉ cần chăm sóc một người là đủ. Tôi biết Thiên Chúa sẽ không cho tôi bất cứ điều gì nếu tôi không làm được. Tôi chỉ mong rằng Ngài đã không đặt quá nhiều niềm tin vào tôi. Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Lời tử tế ngắn gọn dễ nói, nhưng âm vang của nó thực sự vô tận. Chúa không yêu cầu sự thành công ở bạn, Ngài chỉ yêu cầu ở bạn sự cố gắng. Sống đơn giản để người khác cũng có thể sống đơn giản. Cầu nguyện không phải là cầu xin, cầu nguyện là đặt mình trong tay của Thiên Chúa, trong tâm tính của Ngài và lắng nghe tiếng Ngài trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao. Tình yêu không thể duy trì bởi chính nó không có ý nghĩa. Tình yêu phải được đưa vào hành động và hành động đó là phục vụ. Tình yêu bắt đầu ở ngay nhà bạn và nó không phải là bao nhiêu chúng ta làm, nhưng là bao nhiêu tình yêu chúng ta đưa vào hành động đó. Hãy đừng để người nào đến với bạn mà không để lại tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là biểu hiện sống động của sự bác ái của Thiên Chúa, sự tử tế trong khuôn mặt của bạn, lòng tốt trong mắt của bạn và lòng tốt trong nụ cười của bạn. Nếu bạn xét đoán người khác, bạn không còn thời gian để yêu thương họ. Thiên Chúa nói trong thinh lặng của tâm hồn, nếu bạn đối diện với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nói với bạn. Để thực hành sự thinh lặng bên trong thực sự cần theo các bước sau. Thinh lặng của mắt, bằng cách tìm kiếm vẻ đẹp và sự tốt lành của Thiên Chúa ở mọi nơi và đóng lại trước những sai lỗi của người khác, trước những tội lỗi và tất cả những gì có thể gây rối loạn cho tâm hồn. Thinh lặng của tai, bằng cách lắng nghe tiếng nói của Chúa, tiếng kêu than thống thiết của người nghèo, người túng quẫn và đóng lại trước những lời nói thiếu bác ái, nói chuyện không tốt của người khác. Thinh lặng nơi lưỡi, bằng cách luôn ca ngợi Chúa và nói những lời mang lại sự sống của người, kiềm chế hãm lại những sự tự vệ và tất cả những lời nói gây ra sự tối tăm, rối loạn, đau khổ và chết chóc. Thinh lặng trong trí, bằng cách mở ra trước sự thật và sự hiểu biết về Chúa trong sự cầu nguyện và chiêm niệm và đóng lại trước những sự giả dối, điên cuồng, những ý nghĩ phá đổ, phán đoán bừa bãi, những hoài nghi sai lầm về người khác và những ý nghĩ cùng ước muốn trả thù. Thinh lặng trong trái tim bằng cách yêu mến Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức lực và yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương họ. Tránh tất cả những sự ích kỷ, hận thù, tham vọng, ghen ghét và tham lam.
Mẹ còn đề cao giá trị của tình yêu. Mỗi hành động của tình yêu, cho dù nhỏ bé đến đâu, đều là một công việc của hòa bình. Có thể chỉ là một nụ cười, một sự viếng thăm ngắn ngủi, thắp một cây đèn dầu, viết dùng một lá thư cho một người mù, xách giúp một thùng than, tặng cho ai đó một đôi giày, hay đọc dùng một tờ báo. Những việc thật nhỏ, rất nhỏ, nhưng trong thực tế là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong hành động. Lạy mẹ Thánh Teresa Calcutta, xin bầu cử cùng Chúa cho chúng con cũng biết yêu mến Thiên Chúa và xót thương người nghèo nhiều như mẹ. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.